Thêm một cái tham số nữa là Thai là lợp ngói, lợp ngói tức là gì ạ? Nó tạo ra những cái lớp xếp với nhau đấy. Ví dụ như này, mình tạo ra một cái hình ảnh như này. Ví dụ như là Colorful Tiger Strip đó là gì ạ? Là cái sọc, cái sọc uh, sọc uh, trên da con hổ ấy mà nhiều màu sắc, ạ? Thì uh, mình thêm cái này vào, mình thêm cái Thai vào, này. mình thêm cái Thai này vào một phát thì làm sao ạ? thì nó nhân bản lên rất nhiều cái cái khung như thế để nó làm gì ạ để mình có thể tạo ra những cái tấm thảm này đó, tạo ra những cái hình minh họa họa tiết này hình nền này đấy ví dụ như là bức tường chẳng hạn bức tường thì mình có thể tạo ra đấy ví dụ như là bông hoa một bông hoa uh, à, gấp giấy đấy bông hoa hồng à, uh, đấy nhưng mà thêm cái thai vào nữa thì nó sẽ nó sẽ nhân bản ra rất nhiều cái bông hoa như vậy đó à, thì mình sử dụng như nào nó là tùy mình thôi tức là có thể là mình dùng một cách theo một cái ứng dụng nào đó nhưng mà mình biết là nó có câu lệnh như vậy anh em nhé